Ah, yo. Oh my god! Chị Ly! Chị Ly đúng không? Tía ơi, tía! Chị Ly con gì Mỹ Mỹ về, tía ơi! Trời ơi, bữa nay em nhanh lớn quá vậy. Càng lớn càng xinh đẹp nha. Tính ra là 10 năm rồi chị em mình mới gặp lại á. Chính xác. Nhưng mà nhìn chị vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào luôn. Hả? Mà chị đi về có mình hả? Có ai nữa không? Hay là á, hành lý ngoài xe đúng không? Sao chị về mà chị không nói chứ? Em tí ra đâu? Bữa nay chị về á có 1 tháng à, cho nên là chị đem có như đây thôi. Đi đường xa xa xô chắc là mình lắm phải không? Vô nhà mời nước vô nhà. Tía ơi, chị Ly con gì mía Mỹ về nè tía ơi. Ba má con vẫn có được khỏe không? Ba mẹ con vẫn khỏe. Mà chú Tám, ba con dự định là sang năm là ba về đây ở luôn, ở gần anh em bạn bè cho nó vui đó chú Tám. Thế dễ hả? Dạ. Chàng ơi là tốt quá luôn đó con à. Con biết sao? Dạ. Tính ra đó là tía má con đi là gót két gần 20 năm trường rồi. Dạ đúng rồi. Mà con mới hiểu vậy nè, người càng có tuổi á càng nhớ về quê hương càng nhiều. Về đây mới có bạn có bè mới sống với người đồng bào mình được. Dạ chú Tám nói đúng á. Lâu rồi chị mới được về đây, sao không ở chơi lâu lâu một xíu nữa? Gì đâu mà ở có 1 tháng ổn vậy? Ừ thì chị cũng muốn ở đây chơi lâu với mọi người. Nhưng mà ngặt cái là chị mới mở tiệm nail bển á, cho nên là phải tranh thủ về. Nước công nghiệp vậy con ơi. Huy. Dạ. Chị có ý này nè. Cái gì? Hay là em qua bển làm tiệm nail với chị đi. What? Gì? Chị mới nói gì? Ê gì là em với chị đi qua bên nước ngoài làm tiệm nail đúng hả? Đúng rồi. Tí ơi, tí con đi Mỹ nè tí ơi. Trời ơi con sẽ bay qua Mỹ nè tí ơi. Ê mà quên nữa, khoan vui. Ba mẹ con có gửi quà cho hai cha con nè. Oh my god, trời ơi tí ơi. Sắp đi bay qua Mỹ, còn có quà Mỹ nữa tí ơi, trời ơi vui quá. Ôi may mắn quá, mày ra chờ mày. Chú Tám. Mày đi nói gì con? Con nói là ba mẹ con có gửi quà cho hai cha con. Phê nè con. Ủa mà sau nay tía con không qua uống mà kêu con đi mua về? No. Cái này là con mua cho chị họ con ở nhà á. Vậy nhà con nào có khách hả Vi? Ừ, dạ đúng vậy. Chị họ con ở bên Mỹ mới về đó tôi. Từ sắp tới á có khả năng rất cao là con sẽ qua bên bển định cư luôn á. Ai không tư vai không? Con nói thiệt hả? Dạ thiệt mà. Con trả con tô tiền nước nè. Việt kiều Mỹ tương lai, ba cho con tư luôn. Con về đi. Trời ơi, làm hết hộp vậy á. Trời đất ơi, bữa nay mày đặt đi cứ hậu vô nữa ông. Làm ly phê uống nè. Ngồi đi, tôi làm cho. Nè, phê nè. Ủa? Tám nè. Hả? Bộ thiếu ngủ hay sao mà sao cái mặt ông thấy bơ phờ quá vậy? Đúng là không có gì giấu được từ thì chứ. Hãy con người mình mà bị thiếu ngủ rồi là nó hiện lên cái mặt mình liền đó, cái cặp mắt của ông kìa. Nó thâm quần như là hai con cấu trúc gì sao mà người ta không biết mà. Chứ tôi có tài gì đâu. Thôi tôi biết là nói luôn, nó có ngủ nghe gì đâu. Ví dụ chị và con bạn gì kiếm quê bên bển về chơi đó. Nhà yên ngủ quê bển định cư luôn. Về già đoàn tụ bên ngoại. Rồi ý Tám làm sao? Ý Vi sao? Trong trường hợp này ý Vi chứ ý tôi tính chi? Tám nói vậy tôi cũng không chịu. Tám là cha đó mà. Thì Tám phải có quyền quyết định chứ. Làm cha quyết định khi nào con dưới 18 tuổi, năm nay nó gần 30 rồi mà. Tam thập nhi lập rồi mà. Quyết định cuộc đời nó chứ. Không có Tám nuôi nấng thì sao giờ nó lớn vậy mà cái Tám nói Tám không có quyền. Biết là vậy nhưng mà ý của Tám á, không bao giờ ép uổng con chứ á. Nó muốn làm sao là tôi chịu vậy à. Với lại á, ngay cả cái lối sống của tôi mà nó góp ý tôi còn lắng nghe mà không chịu lối sống của nó. Tôi dễ nó thương con nó, ăn tiền bình thường đi. Ơi Tư nè, cà phê gu cũ rồi bán gu cũ rồi đổi gu mới chứ không có giống gì á. Cà phê y như cũ luôn đó, sao mà cà phê sao đổi được? Pha lộn trà nếp tông cái gì mà nó chua lòm vậy nè. Trời ơi, cái tâm trạng mình á mà không vui á, thành ra là cái khẩu vị á, cái vị giác á nó cũng không vui theo, thành ra nó vậy đó. Chắc người buồn cảnh đó vô đâu bây giờ á hả? Thôi ngủ xíu nha.
vì là chỉ còn ít giây phút nữa thôi vì sẽ bay ra Mỹ. Lúc đó là tụi mình sẽ không còn gặp nhau trên những live stream bán hàng nữa, mà thay vào đó Mỹ Vi sẽ live stream những cảnh đời sống thường ngày của Mỹ Vi khi mà làm nhớ bên bển. Mọi người nhớ đón xem nha. Ủa sao hôm nay tí giờ sớm nhỉ, con chưa nấu cơm đúng không nha? Ủa chị Ly đâu con? À chị Ly có công chuyện trên thành phố 3 ngày mới về. Giờ còn có 2 tí con à. Tí hỏi con này, con cố gắng trả lời thật bụng với tí nha. Thật lòng con có muốn đi theo chị Ly qua bản, rồi định cư bản đúng không? Thì muốn chứ, trời ơi con lắm luôn á tí. Nhưng mà sợ tí buồn. Giờ con đi thì ai chăm sóc tí? Không sao, con đừng lo cho tía, tía tự lo được. Tía rất ngại rằng là sự có mặt của tía hoặc ý kiến của tía làm mất cơ hội của con. Con hãy quyết định như thế nào mà con cho rằng là vui nhất và tốt nhất. Tía rất hạnh phúc khi nhìn thấy con vui. Oh my god, thiệt hả tía? Con hứa với tía, qua bên bển con sẽ thật là chăm chỉ làm việc, xong rồi con sẽ rước tía qua với con luôn. Trời gì mà bữa giờ con có tưởng được chứ, tía sẽ ngăn cản con chứ. Tía là tuyệt vời, tía là số 1. Con vô nấu cơm nha. Đi quay gì vậy? Anh làm gì vậy? Oh my god, anh cứ biết là em đang quay toàn bộ cái căn nhà thân yêu này của em để mai mốt em qua bên bển em có buồn em lấy ra em coi lại không? Anh làm gì là em phải quay lại từ đầu rồi? Thì bây giờ Vi quay đi có quan trọng. Ví dụ bây giờ chưa nhớ, lỡ mai mốt qua bển nhớ rồi sao? Đi về liền. Đi về. Đi về. Vi đi qua bển thiệt hả? Nhìn mặt em giống đang giỡn không? Có chuyện này Khoan muốn nói với Vi. Stop. Nếu như đó là một cái chuyện tình cảm cá nhân của anh thì anh không cần nói, tại em không có nhu cầu muốn nghe, ok? Khoan nói về tía đó. Tía em sao? Hồi hôm qua Khoan thấy tía đứng khóc ở cây hành á. Khoan hỏi, tía nói là tía bị bụi bay vào mắt thôi. Tía nói là đừng có nói với Vi nghe nghe. Khoa là người đẹp trai, chân thật. Khoa thấy gì nói đó. Chắc là tía buồn Vi cái vụ mà đi nước ngoài. Đây là toàn bộ số tiền từ khi mà tía được ra riêng cho đến giờ này. Tía tiết kiệm được bao nhiêu đây? Và tía đã đổi ra Mỹ Kim luôn rồi. Con cứ cầm một bên bản, rồi qua bên nước người á. Có những gì cần thiết, con hãy tiêu xài đi. Con không cần đâu tía. Tía biết là con lo cho tía, nhưng qua bên xứ lạ quê người còn nhiều thứ phải dùng tiền lắm. Con cứ gửi cho chị Ly, khi cần thiết chị sẽ đưa lại con để mà ứng xử nha con. Con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ ở đây với tía luôn, không đi xuất ngoại nữa. Không nên đánh mất cơ hội cậu vàng à. Cơ hội này mất thì sẽ có cơ hội khác, nhưng mà tía chỉ có một thôi. Cho nên tía ở đâu thì con sẽ ở đó với tía. Với lại bây giờ con cũng đang có công việc mà, cuộc sống cũng đang tốt, ổn định mà. Khi mà mọi thứ đang tốt vậy thì mắc mơ gì mình phải thay đổi, đúng không tía? Không dạ. Tía đang tỉnh hay đang mơ vậy con? Tía đang rất tỉnh. Không dạ ơi, con gái của tía lớn thiệt rồi. Con đã trưởng thành thiệt rồi. Tía, bây giờ con sẽ chở tía ra ngân hàng, rồi tía con mình sẽ nhét số tiền này vô sổ tiết kiệm nha tía. Tía cảm ơn con.